chào tất cả các bạn, hôm nay kênh Cây Thuốc Quanh Nhà sẽ chia sẻ cho các bạn những công dụng tuyệt vời để chữa bệnh của cây sim. Theo tư vấn của bác sĩ Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM, cây sim rừng là một loại thuốc quý quen thuộc trong nhiều bài thuốc dân gian. Sim rừng thuộc họ Myrianthemum, được chia làm hai loại, hồng sim và tiểu sim. Loại hồng sim cho hoa màu đỏ, quả tím, tiểu sim cho hoa màu trắng, quả đen. Cây sim cao từ 1 đến 2 mét, mọc tại những vùng đất hoang dã, ở độ cao từ 10 đến 1.500 mét. Ở Việt Nam, sim rừng chủ yếu mọc ở vùng núi hoặc hải đảo như Phú Quốc, Côn Đảo, Lý Sơn, Hòn Gai. Các bộ phận dùng để làm thuốc: lá, quả và rễ. Lá thu hái vào mùa hè, dùng tươi hay phơi khô. Quả chín hái vào mùa thu, người ta thu hái về rửa sạch để ráo phơi khô, bảo quản để sử dụng. Rễ thu hái quanh năm, rửa sạch đất cát, thái nhỏ phơi khô. Thuốc từ quả sim. Trong quả sim có chứa một ít protein, chất béo, chất bột, đường, chất màu đỏ, anthocyanin, các flavone glucosid, mavidin, 3 glucosid, các hợp chất phenol, các axit amin và axit hữu cơ. Chất acetoanin trong quả sim là hợp chất màu hữu cơ tự nhiên, thuộc nhóm flavonoid, có màu đỏ cho màu sắc đẹp, an toàn, có những hoạt tính sinh học tốt đối với con người, có khả năng giúp cơ thể chống ung thư, chống oxy hóa, chống tia tử ngoại, chống viêm, chống lão hóa. Quả sim có vị ngọt, chát, tính bình, có tác dụng hành huyết, chỉ huyết, bổ huyết, hoạt lạc, thường dùng trong trường hợp suy nhược cơ thể, thiếu máu do mất máu, thiếu máu do thai nghén, người yếu mệt sau khi có bệnh, suy nhược thần kinh, ù tai, dị tinh. Ngày dùng từ 10 đến 15 gram quả khô đun sôi sắc nước để uống. Thuốc bổ huyết, bổ thận, bổ dưỡng cơ thể. Quả sim khô 12 gram, đậu đen sao 16 gram, sâm đại hành sao thơm 12 gram, lá dâu non sao sơ, nấu với 500 ml nước, sắc còn 200 ml, chia 2 lần uống trước bữa ăn. Thai phụ thiếu máu, người suy nhược sau khi ốm. Quả sim 15 đến 20 gram, rửa sạch, nấu với 500 ml nước, sắc còn 200 ml, chia 2 lần uống trong ngày. Phụ nữ bị băng huyết, thổ huyết, quả sim khô sao đen rồi nghiền thành bột mịn, cất vào lọ, nút kín để dùng dần. Mỗi lần uống từ 12 đến 15 gram với nước đun sôi để nguội. Bột thuốc này còn được dùng để bôi chữa vết thương ngoài da, lòi giòm, trực tràng lòi ra ngoài hậu môn. Quả sim tươi 30 đến 60 gram, khô từ 10 đến 20 gram, nấu chung với bao tử heo, nêm gia vị vừa ăn, dùng ăn trong bữa cơm. Kiêng kỵ bụng đau quặn, kiết lỵ, bụng đau quặn, đại tiện nhiều lần, lượng phân ít, có lẫn máu, mót dặn. Quả sim tươi 30 đến 50 gram, khô từ 12 đến 20 gram, rửa sạch, sắc với nước uống, khi uống hòa thêm chút mật ong. Người ta còn chế biến rượu sim theo cách sau: quả sim chín loại bỏ những trái hư, rửa thật sạch, cắt bỏ phần đầu, cho vào hũ sạch, ướp với đường. Cứ đặt một lớp sim thì thêm một lớp đường bên trên. Có thể dùng đường cát trắng hoặc đường phèn. Đậy nắp kín lại, đợi đến khi nào sim lên men thành rượu là lấy ra uống được. Nước này còn gọi là mật sim, uống có vị ngọt, chát và có hương thơm đặc trưng của sim. Hoặc dùng quả sim, quả chín, rửa thật sạch để ráo nước, xay nhuyễn và ủ lên men với đường cát theo một tỷ lệ nhất định trong môi trường yếm khí từ 40 đến 45 ngày. Sau khi sản phẩm lên men hoàn chỉnh, ta sẽ được một loại rượu màu hồng, uống có vị cay chua ngọt như rượu vang nho với nồng độ khoảng 11,5%. Rượu quả sim có tác dụng trợ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon, mạnh gần cốt, chống nhức mỏi tay chân, nhất là ở người cao tuổi, tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Thuốc từ lá sim. Thân và lá sim có nhiều hợp chất như triterpen, betulin, axit betulinic, tracerol. Lá sim còn chứa nhiều chất elagitanin. Khi kết hợp với các chất từ hoa sim, quả sim để tạo thành một loại thuốc chữa bệnh viêm gan khá tốt. Chất thodomitol trong lá sim có vai trò như một chất kháng sinh, giúp chống lại sự xâm nhập của các vi khuẩn như Escherichia coli và Staphylococcus aureus, là những vi khuẩn gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, rối loạn đường tiêu hóa. Theo đông y, lá sim có vị ngọt, chát, tính bình, tác dụng giảm đau, cầm máu, tán nhiệt độc, tiêu mủ, sinh cơ, dùng chữa đau đầu, tả lỵ, ngoại thương xuất huyết, kẻ lở, lở loét bàn chân. Ngày dùng từ 12 đến 16 gram lá khô, 25 đến 30 gram tươi, sắc uống. Lá sim được sử dụng chế thành thuốc cao, dùng chữa bỏng có kết quả rất tốt. Cao lá sim không gây sót, giảm đau nhanh, chống loét lây lan,
làm vết thương sạch khô và mau lành. Cách làm: lá sim 1kg rửa sạch, băm nhỏ, nấu với 20 lít nước, nấu nhiều lần rồi khô thành 250g cao. Ngày bôi nhiều lần vào chỗ bỏng, thường chỉ dùng khoảng từ 10 đến 12 ngày là có kết quả. Thuốc từ nụ sim. Nụ sim có nhiều tannin, acid nicotinic, flavonic, riboflavin. Theo đông y, nụ sim có vị ngọt, chát, tính bình, tác dụng làm cầm máu, trừ nhiệt độc, tiêu mủ, trì tả, dùng chữa tiêu chảy, kiết lỵ. Ngày dùng từ 8 đến 10g sắc uống, dùng ngoài da nấu nước cô độc, dùng rửa vết thương, vết loét, chữa tiêu chảy do lạnh. Nụ sim 8 đến 10g, gừng tươi nướng cháy xém vỏ ngoài 8 đến 10g, củ giềng từ 10 đến 12g, củ sả 10 đến 12g, tất cả xào chín, nấu với 500ml nước, sắc còn 200ml, chia 2 lần uống trước bữa ăn, chữa tiêu chảy do nhiệt. Nụ sim 8 đến 10g, búp chè từ 12 đến 16g, hai thứ rửa sạch, nấu với 500ml nước, sắc còn 200ml, chia 2 lần uống trước bữa ăn, chữa kiết lỵ. Nụ sim từ 20 đến 30g, nấu với 500ml nước, sắc còn 200ml, chia 2 lần uống trước bữa ăn. Thuốc từ rễ sim. Rễ sim có vị ngọt, hơi chua, tính bình, có tác dụng khu phong, trừ thất, hoạt lạc, thủ liễm, cầm máu, chỉ tả. Thường được sử dụng chữa phòng thấp, đau nhức các khớp xương, đau lưng, viêm gan chuyển nhiễm, lị, viêm dạ dày, ruột cấp tính. Ăn uống không tiêu, bằng huyết, lòi giòm. Ngày dùng từ 15 đến 30g khô sắc uống, dùng ngoài sao cháy tổn tính, tán thành bột mịn, trộn với dầu mè đắp chữa bỏng, viêm gan chuyển nhiễm cấp tính. Rễ sim khô 30g, nấu với 500ml nước, sắc còn 200ml, chia 2 lần uống sau bữa ăn, mỗi liệu trình 20 ngày. Nếu vàng da nặng, thêm các dược liệu, cốt khí củ, nhân trần, bạch xà hoa diệt thảo, mỗi thứ 15g, kê cốt thảo 30g. Nấu với 750ml nước, sắc còn 300ml, chia 2 lần uống sau bữa ăn. Phòng thấp, các khớp xương đau nhức, rễ sim khô 60g, sắc lấy nước, hòa với ít rượu để uống. Đau lưng phòng thấp, nhức mỏi các khớp, rễ sim 30g, rễ cỏ xước 10g, lá cốt 10g, phổ thục linh 12g, ngũ gia bì hoặc thiên liên kiện 12g, rễ chanh 10g. Nấu với 750ml, sắc còn 200ml. Chia 2 lần uống trước bữa ăn. Lá sim, búp sim và rễ sim có chứa nhiều chất chát nên những người bị táo bón do nhiệt không nên dùng để uống. Cần lưu ý một điều là cây sim ngoài là một dược liệu quý, nó còn có tác dụng giữ đất, nước, chống xói mòn, chống trôi màu, là thảm thực vật quan trọng giữ nguồn nước cho vùng đất cao. Để có một cây sim trưởng thành phải mất trên 10 năm, cho nên tốt nhất là khai thác trái sim dùng để làm thực phẩm và làm thuốc. Chỉ nên dùng rễ sim làm thuốc khi thật sự cần thiết, không có thuốc nào khác. Sự tận diệt cây sim để lấy rễ là một việc làm cần báo động và phải kịp thời ngăn chặn. Và trên đây là những kiến thức thực tế mà kênh Cây Thuốc Quanh Nhà đã tìm hiểu để chia sẻ cho các bạn. Hy vọng các bạn thấy hữu ích thì chia sẻ cho mọi người cùng biết và ủng hộ bọn mình bằng cách đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.